trang nghiêm chủ phương thịnh, chú hạnh đức ngài chủ phương thịnh, chính đoạn mê quạng chủ phương thịnh, cổ du tình công chủ phương thịnh, đại dinh tràng âm chủ phương thịnh, kế mục vô đoạn chủ phương thịnh, hổ quan thế nghiệp chủ phương thịnh, du viễn du lãm chủ phương thịnh. Các vị như thế đều làm bậc đứng đầu, số lượng không thể tính được, có thể dùng phương tiện phóng tỏa hào quang chói sáng nơi đây, chiếu khắp mười phương. Tiếp nối phần trước, trong một đoạn kinh này, tên gọi chủ phương, nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại thì là người dân tộc dân dân. Hoặc chuyển nhắc cuộc thời đại. Phạm vi ý nghĩa này rất rộng. Chẳng hạn như học thuật, khoa học, kỹ thuật, cho đến